Nếu được thì khi nào em có thể tiến tới hôn nhân được nè em? Nếu được thì do bên đàn gái thôi. Đàn gái nhập cửa là hốt luôn. Hốt luôn. Nhanh nhất là bao lâu rồi chậm? Nhanh nhất là 3 tháng. 3 tháng? Dạ, mà chậm nhất là 6 tháng. Giới thiệu về mình. Xin chào cả chú Quyền Linh đây, chị Cát Tường và toàn thể các bạn ở trong trường quay. Rồi. Mình tên là Lê Văn Đông, năm nay mình 28 tuổi, đang sống ở thành phố Đà Lạt nhưng mà quê là ở Ninh Thuận. À, Đông làm nghề gì? Hiện tại em đang làm điêu khắc gỗ nghệ thuật. Điêu khắc gỗ, tranh gỗ, tượng gỗ, tức là các loại. Cái này là phải có bàn tay gọi là thông mỹ lắm mà ha. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em xin chào tất cả mọi người có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Phan Thị Thu Vân. Em năm nay 27 tuổi. Quê của em thì ở Vũng Tàu, nhưng mà em đang làm việc và sinh sống tại thành phố xinh đẹp thơ mộng Đà Lạt ạ. Ồ, trùng hợp quá. Ở gần nhau không? Phường mấy vậy em? Dạ em ở phường 8 ạ. Ôi rồi, phường 11 qua gần lắm, 5 phút tới à. Dạ. Vậy mà đó giờ trở anh không biết em ở Đà Lạt bao lâu rồi? Dạ em ở được hơn 9 năm rồi chị. Trời ơi, ở cùng Đà Lạt gần nhau mà không nhìn thấy nhau, không tìm được gặp nhau mà hôm nay lại gặp nhau, bạn muốn hẹn hò. Đúng là cơ duyên. Dạ em xin chào anh ạ. Anh có thể nói cho em và tất cả mọi người ưu điểm và khuyết điểm của anh cũng như sở thích của anh không được không ạ? Nói khuyết điểm trước đi. Dạ. Khuyết điểm của anh là đói bụng lên thì ai mà đụng tới anh là lên đồng liền à. Bực bội. Khi mình đói là mình có tật xấu. Wow đó, đây cũng có mấy người vậy đó. Có một cái nữa là khuyết điểm của anh là anh có hút thuốc lá. Hút nhiều không anh? Ngày trước thì có nhiều, bữa nay thì giảm bớt rồi. Cách đây bao lâu vậy anh? Khoảng 2 năm. Bớt là bớt bao nhiêu vậy anh? Trước kia thì anh hút nhiều lắm, hút ngày 2 gói nhưng bây giờ bỏ ngày còn nửa gói thôi. Dạ. Ưu điểm gì nó nói luôn đi. Biết chơi thể thao nè, biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn là việc đẹp, vô cái là xong. Nhưng mà có ngon hay không á anh? Chất lượng lắm em ơi, không ngon khỏi lấy tiền. Giống mèo khen mèo dài đuôi quá. Còn gì nữa không nè? Sở thích thì thích nuôi chim chào mào, thích trồng hoa, thích những cái cảnh đẹp mà chỗ nào mà đẹp là trải chiếu ngủ đó, cả ngày cũng được, muốn về. Rồi, mời bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của em. Em hoạt bát, em nhanh nhẹn, em biết nấu ăn, biết làm bánh, biết làm khô gà và tất cả các món ăn vặt. Em hay nấu cho bạn bè của em ăn. Và trước giờ thì em chưa có thấy bạn em đứa nào chê hết à. Em hơi khó tính một chút xíu, thích sạch sẽ, em nói hơi bị nhiều. Em cũng hơi đa nghi chút xíu, rất là sợ tăng cân, nhưng mà em rất là thích ăn. Thôi ăn đi em ơi, có sức khỏe. Tình trường thì sao? Em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em do em hơi nhạt nhẽo, không có chủ động, không có biết thể hiện tình cảm, nên cuối cùng cái mối tình đó của em cũng chấm dứt. Thì qua mối tình thứ hai thì em có điều chỉnh, biết nêm gia vị, nhưng mà nó cũng hình như nó hơi mặn quá hay sao á, nên nó lại không thành. Được. Dạ. Lạc quá cũng không được mà mặn quá cũng ăn không ngon. Dạ. Đợt này là nêm dừa nha. Dạ. Rồi bạn trai bên kia. Em có một mối tình mà chia tay cách đây là 4 năm rồi chị. Mình quen lâu mau rồi. 2 năm. Và lý do sao chia tay? Lý do chia tay thì bạn gái ấy có cái lừa dối á chị. Em hẹn hôm đó là chủ nhật em chở bạn ấy đi chơi, nhưng mà bạn ấy là kêu bảo là thôi nay em mệt em ngủ. Thì em cũng để cho bà ấy ngủ rồi em đi mua đồ ăn sáng. Mua đồ ăn sáng chạy qua thấy đi chơi với người khác. Xong buồn về luôn. Nhưng từ mà đi với ai? Đi với bạn trai hay đi với gái? Nhiều khi dạ là... đi với người đàn ông khác đó chị. À thôi bỏ qua chuyện cũ đi. Bây giờ nói tương lai nè. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Cao cao, men lì, đừng có ốm quá, mập mập chút xíu để cho nó ấm á chị. Nhất định là phải chung thủy, không có thả thính nhiều người quá. Và đặc biệt là đừng có quá nhiều em gái mưa. Anh ơi, anh có nhiều em gái mưa không anh? Không có ai, em ơi, nhắn tin anh còn không trả lời luôn. À vậy hả anh? Anh là cực kỳ trung thủy á. Dẻo miệng em cũng thích rồi. Anh thì không có dẻo miệng đâu, nghĩ đâu là nói đó thôi à. Em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Ưa nhìn là được rồi. Tốt với mọi người xung quanh, đặc biệt là cha mẹ của bạn ấy. Em không quan trọng về nghề nghiệp hay là gì cả. Thì quan trọng là cái sự trung thủy và chân thật. Cũng không cần mà người đó quá giỏi giang hay gì cả. Bây giờ nếu được thì khi nào em có thể tiến tới hôn nhân được nè em? Nếu được thì do bên đàn gái thôi. Đàn gái nhập cửa là hốt luôn. Hốt luôn. Nhanh nhất là bao lâu rồi chậm? Nhanh nhất là 3 tháng. 3 tháng? Dạ, mà chậm nhất là 6 tháng. Mà chậm nữa là 1 năm trở lại thôi. Nhưng mà em đã sẵn sàng hết chưa mà em nôn nóng vậy? Muốn vợ lắm rồi. Muốn vợ lắm rồi. Giờ lấy vợ về ở đâu? Thì đương nhiên ở Đà Lạt. Ở chỗ nào? Ở nhà của ai? Hiện giờ em đang thuê cái chỗ đó làm mặt bằng để em làm ăn. À, 10 năm. Mình ở trong đó luôn, thuê 10 năm. Mà được mấy năm rồi? Là mới được 4 năm thôi. Tốt.
Như vậy là sẵn sàng hết mọi thứ rồi. Bạn gái dạ. gật đầu là ok thôi. Dạ, gật đầu là hút luôn. Có cái điều gì mà em cảm thấy không có thích ở vợ mình không? Không thích người con gái bài bạc với lừa dối. Có bài bạc gì em? Dạ không chị ơi. Trời ơi, con gái đâu ai đâu bài bạc. Ô có chị. Không có. Em thấy rồi. Thấy anh này cũng được đó. Nhưng mà ảnh muốn cưới sớm quá vậy em đáp ứng được không? Thời gian không có quan trọng chị. Ừ. Rồi bây giờ anh sẽ qua xem đàn gái như thế nào nha. Dạ. Em muốn sao? Dáng người cao thấp. Da trắng hay gì? Da trắng càng tốt. Chỉ đừng có mập quá là được. Vừa đủ ôm thôi hả? Trắng vừa đủ ôm. Dạ em chào anh Hoàng Linh ạ. Chào em. Nãy giờ em nghe anh này nói em cảm nhận ảnh thế nào? Em thấy chắc là cũng chín chắn. Tại vì em thích tìm người chín chắn, biết lo cho gia đình. Bây giờ em nghe anh nói anh có cảm nhận đây là người đàn ông của gia đình không? Có một chút xíu gì đó. Chút xíu gì thôi hả? Dạ chắc là 70-80% à. 70-80% là được rồi. Chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân. Hôm nay em đi với ai em gái? Dạ em đi với dì ruột của em ạ. Dạ chào dì. Tôi xin phép chào MC Quyền Linh. Dạ chào dì. Và Cát Tường. Dạ. Chào cô bác trong khán giả trong khán đài hôm nay. Tôi là dì ruột của Phan Thị Thu Vân. Tôi thấy cháu trai đây nè cũng rất là dễ thương, ăn nói cũng hoạt bát. Cháu gái của dì á thì nó tánh nó thì nó hay nóng nóng, hay nạt hay nộ. Sau này mà có mà thân nhân á thì các con á phải nhìn nhường nhìn với nhau. Nó thì nó hay nó nhiều chứ mà nó cũng hiền lắm, mà nó ở nhà chứ nó cũng tỉ mỉ, biết lo cho gia đình. Nó chỉ có một bà mẹ với đứa em thôi. Nay mẹ nó đi không được là vì thế gì đi lên đây. Cái đến đi rồi gia đình cũng chấp nhận cháu trai của dì, nhà cháu trễ đó, đến cho nó sớm sớm. Dạ, con cảm ơn dì. Dạ, cảm ơn dì ạ. Rồi, anh đi với ai? Dạ, em đi với hai em gái và hai bạn và hai em kết nghĩa. Em gái ruột á hả? Dạ, hai em gái ruột. Rồi gặp em gái ruột. Dạ, đi em gái ruột. Em gái ruột thì được chứ em gái mưa là cổ không chịu đâu á. Dạ, nha. Hai em gái ruột. Em chào anh Huyền Linh và chào chị Cát Tường. Rồi, ạ. Chào hai em. Dạ, em chào mấy vị khán giả ở đây ạ. Em thấy anh chị cũng hợp với nhau. Dạ, hy vọng sau chương trình này anh chị sẽ tiếp tục hẹn hò. Xin cảm ơn xin hết ạ. Bên kia của em gái ruột luôn á hả? Dạ, em gái. Giống hai chị em sinh đôi quá nha. Dạ không, cách nhau cũng 3 tuổi. Rồi, mở cửa hàng rào. Câu cái bộ hoa này tặng cho em mang từ Đà Lạt xuống nè. Dạ em mang từ Đà Lạt xuống hả? À, chúng ta bắt đầu nói trò chuyện đi các bạn. Cảm nhận đầu tiên khi các bạn gặp mặt như thế nào? Dạ em chào anh. Chào em. Em muốn hỏi anh là anh cảm thấy em là người như thế nào ạ? Anh cũng là thấy em này cũng rất là dễ thương, cũng rất là mộc mạc chân thành. Thì anh thì cũng thích cả ánh mắt. Anh nhìn đầu tiên anh đã thích. Thì không biết em cảm nhận về anh như thế nào ạ? Cảm nhận đầu tiên của em là anh nói chuyện cũng chân thật, cũng thật thà, chất phác. Em muốn hỏi anh là anh định nghĩ thế nào là hạnh phúc? Thì theo như anh nghĩ thì hạnh phúc thì phải đến từ hai người. Thì mình biết quan tâm, chăm sóc cho nhau. Những khó khăn vất vả trong cuộc sống thì mình phải chia sẻ. Đừng có im với nhau rồi cuối cùng cái đổ vỡ, không có cái kết cục hạnh phúc cho tương lai. Dạ. Em thì khi mà đi tới những cái nơi đông người á, ví dụ như siêu thị hay là rạp phim, công viên gì đó, em thấy những cái ông bố bà mẹ dắt con cái của họ đi chơi, đi công viên á, thì em thấy rất là thèm, rất là muốn mình có một cái gia đình nhỏ như vậy, muốn mình có một cái hạnh phúc như vậy. Nếu em đồng ý anh sẽ cho em được một gia đình như vậy, thì anh cũng mong rằng thì trong tương lai mình sẽ tiến xa hơn và mình có cơ hội mình đến được với nhau, mình đến được thành chồng, thì anh nguyện sẽ đem cuộc đời và trái tim này trao tặng cho em. Dạ. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Hôm nay cái duyên hai bạn đã gặp nhau ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, còn có phận hay không là do hai bạn tự quyết định. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm quý vị nha. 1 2 3 Xin mời. Rồi, chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau nào.
Cảm giác sao? Ấm nhưng mà tay hơi run. Nghệ sĩ điêu khắc hả? Hãy về khắc hình cô gái ấy trong tâm trí của mình nha. Hôn nhau đi hai bạn. Cái gì cơ? Là Thành không chị? Là Thành đó. Trời ơi, giờ này bà hỏi là Thành không chị, là đã đỏ tim, hai trái tim lên rồi nè, rồi nắm tay nhau rồi nè. Rồi ngày hôm nay là một cái nụ hôn tại sân khấu, bà muốn hẹn hò để kỷ niệm ngày hai chúng ta vừa có duyên. Còn phận để đó chờ xem. Rất là dễ thương, rất nhẹ nhàng. Dễ thương lắm. Từ những cái nụ hôn đầu tiên đó mà bây giờ rất nhiều cặp đã cưới nhau. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Đây, phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relux gửi tặng hai bạn. Một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton gửi tặng hai bạn. Đây, một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Olympic. Đón xem chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Nhạc không nhậu, không hút thuốc lá, không cờ bạc. Rồi em thì biết nấu ăn và tất cả những việc của phụ nữ là em biết làm. Em là một người sống tình cảm cho nên là em rất là dễ bị xúc động, dễ khóc. Rất dễ thương. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã hẹn hò với nhau rồi. Và chúng ta cứ theo dõi và chờ đợi tin vui từ họ ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Mời bạn nam. Ngồi với ai? Mời bạn nữ. Dạ em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Phùng Thị Phương Thảo, em 26 tuổi, công việc của em là điều dưỡng. Hiện tại em đang công tác tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. À, quê em ở đâu? Dạ em ở Củ Chi chị. Củ Chi. Thảo 26 tuổi làm điều dưỡng ở Bình Thạnh. Mà bạn trai? Em tên là Đoàn Tiến Vương, năm nay em 32 tuổi, em là dược sĩ, hiện là trình dược viên ở quận Gò Vấp. Quê em ở Khánh Hòa. Hay quá, cũng cùng ngành nghề ha. Em có những cái ưu điểm gì và khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là không nhậu nhẹt, không thuốc lá, không cờ bạc. Rồi em thì biết nấu ăn và tất cả những việc của phụ nữ thì em biết làm. Có tật xấu gì không? Thì em chỉ dễ ngủ với lại ngáy. Hả? Ngáy lớn không? Nhà nói thì chắc là em là ngáy lớn á chị. Anh ngáy lớn lắm hả anh? Điều dưỡng lo à. Về phải điều dưỡng ngáy là mệt. Có cách nào trị bớt ngáy không em? Có chị. Tại có một cái mẹo nằm ngửa ra thì mình sẽ ngáy, mà nằm mình nghiêng thì nó sẽ không ngáy. Mà em ngủ nghiêng, em hay nằm ngửa. Nghiêng về bên trái. À vậy dạ. Hả? Nằm có điều dưỡng đây sợ gì? Rồi em gái, khuyết điểm, ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm của em, tại vì em là một người sống tình cảm cho nên là em rất là dễ bị xúc động. Dễ khóc, hít thở thật sâu. Đã trải qua mấy mối tình rồi? Trước giờ em trải qua 2 mối tình, hồi còn sinh viên thôi ạ. Cuối cùng cách đây cũng là 6 năm rồi ạ. 6 năm vừa qua tại sao không có bạn trai? Do công việc của em thì chỗ làm ở bệnh viện thì đa số các chị điều dưỡng là nữ thôi. Có bác sĩ nhưng mà người ta cũng có gia đình hết rồi. Nhà em ở Củ Chi, sáng em đi rồi chiều về là tới chiều rồi. Không có cơ hội tiếp xúc. Em thì hy vọng ngày hôm nay tìm được một nửa của mình ha. Dạ em cũng hy vọng này. Bạn mới mới tình rồi em? Dạ em thì tính ra em ở Sài Gòn này là 14 năm. Thì cũng hết là 8 năm yêu đương thì cũng hết 3 mối tình. Trời ơi, dữ vậy đó hả? Cuộc tình gần đây nhất là bao lâu? Dạ, cái đây cũng 1 năm chị. Cũng quen nhau trên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò mà trên trang á chị. Quen thì cũng trên trang, Bạn Muốn Hẹn Hò đó ha. Dạ. Sao chia tay? Em thì rất là chiều chuộng bạn gái. Nhưng mà nhiều khi chiều quá thì bạn ấy sẽ nói là mình nhu nhược, không có chính kiến. Tại vì mình thương thì mình mới chịu được như vậy. Chứ không phải là lý do là gì hết. Đó là lý do bạn gái chia tay. Chưa hợp, chưa đủ duyên. Thôi bỏ qua chuyện cũ ha. Bây giờ em mong muốn tìm người bạn trai như thế nào nè? Dạ, mong muốn của em là tìm người bạn trai là chiều cao khoảng 1m65. Tính tình thì không gia trưởng. Nói nhiều một chút xíu. Có tính hài hước. Em không thích là bạn trai để móng tay dài. Nói chung là nhìn bê bối. Em không thích cái đó. Có để móng tay dài không? Hồi tôi qua kiểm tra nha. Có móng chân dài được không? Rồi em cao mét mấy? Dạ, em chắc 1m60 gì rồi. Rồi, 60 là thiếu 5 phân rồi được không em? Tóc anh có vuốt keo lên không anh? Tóc mình không có vuốt. Có rồi vuốt. Nói chung vuốt nó cũng lên. Cũng không nhiều lắm. Sao cảm em?
Trời dạ, ơi. Dạ. Chủ yếu người ta tốt với mình, ta thương yêu mình được rồi. Dạ, em nghe chiều chuộng là em thích rồi. Rồi, bạn trai muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Chỉ cần một người thương yêu mình là được chị. Tại vì thương yêu thì có thể làm được tất cả những cái gì khác. Đúng rồi. Anh quan ơi, trọng không phải là hình dáng mà là dạ, trái tim. Dạ. Chào chị. Nói cao nhiêu? Em 1m6. Mét 6 hả? Dạ. Ờ, vú keo cũng không được ha. Thôi không sao. Dạ. Mình phải gọi là đẹp trai không bằng trai mặt. Mình phải chăm sóc dạ, bạn gái mình trai mặt rồi. Kỹ vô. Dạ. Nha. Nhưng mà nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Cũng tình cờ như hôm bữa là em đi uống nước. Thì có một ông thầy, nói chung là ông nói em là đã ba cuộc tình. Thì nhà em có bao nhiêu người thì ông nói hết. Rồi ông nói thì chắc khoảng cuối năm nay hoặc đầu năm là sẽ có vợ. Dạ. Ủa, cuối năm nay hoặc đầu năm sau đám cưới được không? À, dạ thưa chị, là em cũng đi coi thầy rồi. Một là năm nay hoặc là 2 năm sau ạ. À, anh ơi, một là năm nay, hai là 2 năm là sau nha. Phải là một năm nay. Dạ. Còn không là 2 năm sau. Chứ còn bắt đầu năm sau là không phải cô này cô dâu rồi nha. Dạ. Hai người đi coi thầy hết hả? Không, em thì tình cờ chứ em không có đi coi. À. Ủa, em có trang điểm hả? Dạ, thì cái này là có... Tại vì nói là cái chân mày em thì nó rậm nhưng mà nó ngắn. À, là coi thầy luôn đó hả? Không, mẹ em nói là kêu ấy đi cho để coi thử đường làm ăn được có được tốt hơn không. À, làm bao lâu rồi? Dạ, em làm cũng gần 1 năm. Là thấy tốt hơn không? Dạ, thì thấy nó cũng có tốt hơn nhưng mà nó tốt quá không thì em chưa biết, không phải thời gian. Rồi, bây giờ lấy nhau về là mình làm dâu không em? Dạ, nhà em thì không có làm dâu. Công việc của em thì làm ở đây thì nó sẽ tốt. Rồi. Còn ba mẹ thì có kêu vô cũng không chịu vô. Rồi, thôi anh được ơi rồi. Không làm dâu nhưng mà vậy làm rể được không anh? Ờ đó, làm rể được không? Được em, tại vì nhà anh ba người con trai là ba má chưa mà đòi bắt. Dạ không, có mẹ em, chút mẹ. Trời ơi, bắt rể nuôi mệt lắm em ơi. Bây giờ mình hỏi thử coi bên đây có cho bắt rể không nha. Đàn gái đại diện ơi. Thì hôm nay em đi với mẹ em, với mợ, với chị đồng nghiệp. Rồi. Bạn thân từ hồi cấp 1, cấp 2, cấp 3. Rồi, mời đại diện đàn gái. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Phương Thảo. Thì nói ngay Phương Thảo thì đi làm suốt à, về tới nhà thì phải 8-9 giờ đêm. Tại vì bé Thảo còn phải học thêm nữa. Chỉ dụng cái nước là chỉ không biết nấu ăn. Cái gì cũng mẹ lo hết luôn á. Nên là nó là con gái út ở trong nhà nữa. Nên là cha mẹ hơi cưng tí xíu. Nhưng mà dù bắt rễ này coi bắt rễ chứ mà. Tùy nó thôi, hẹn giờ nó muốn ở đâu cũng được hết. Rễ này bắt về được không? Đó là tùy nó thôi chứ giờ cũng không biết nữa. Về nhà có chỗ ở không cô? Có chứ. Củ Chi mà. Ở Củ Chi. Dạ cũng ra đất đai rộng rãi. Đúng rồi, đúng rồi. Có đúng làm rồi. Vườn gì không? Nhà chỉ chăn nuôi thôi, không có nuôi vườn. Nuôi gì cô? Nuôi bò với nuôi heo. Rồi về thích nuôi bò, nuôi heo. Dạ thì cái đó thì con làm cái gì cũng được hết. À, được rồi. Cảm ơn cô. Em đi với ai? Dạ em đi với lại 2 em trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên Cường, là em ruột của anh Vương, cũng là đồng nghiệp trong công ty. Chị gái bên đây thì em thấy cũng dễ thương. Chị không biết nấu ăn thì có về ảnh nấu cho chị ăn. Trời ơi, hay quá. Nó chọn thì ảnh nấu đồ ăn cho tụi em. À. Ảnh thì rất là chịu khó. Thấy không, em trai đẹp cũng trai không em? Đẹp trai không? Chơi đẹp. Ảnh đẹp như vậy luôn á. Được không? Mà cặp đôi này em thấy hợp không? Thì em thấy hợp, cũng mong hai anh chị cho nhau cơ hội hẹn hò. Rồi, cảm ơn em. Giờ tôi qua tôi coi coi đàn gái có phong thủy hợp với đây không ha. Ôi em gái em chào. Dễ thương quá. Em hình dung anh này sao? Dạ 1m60 cũng hơi tròn người. Không có tròn. Không có tròn. Một người sạch sẽ nè. Tại nãy em nghe vụ chân mày chắc là rất là quan tâm đến ngoại hình đúng không anh? Tóc, tóc. Thôi, chuyện tóc bỏ qua đi. Anh bởi đôi khi mình có muốn cũng không như ý muốn đâu. Đúng em. Đủ xài á anh? Đủ xài. Dạ vậy được. Nói chung là tóc anh đẹp hơn tóc anh. Vậy đó. Dạ. Vậy đi. Anh thấy rằng là anh bên đây cũng thật tình ha. Em gái bên đây là phải nói kiên nhẫn, chăm sóc bệnh nhân dạ. Đó ha. Điều dưỡng là tốt lắm. Rồi, anh thấy hai bên hợp đó nha. Hợp cho gặp nhau đây Linh ơi. Mình mở rào đi. Dạ em chào anh. Cảm ơn quà gửi. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng có một món quà tặng anh. Dạ. Trước khi biết gặp anh là em đã mua món quà này sẵn rồi. Dạ.
khi nào gặp anh là nó là của anh. Rồi, cảm ơn em. Quà gì vậy em, mở ra coi nó cái gì? Dạ, một cái ví vậy ạ. À, ủa chị thấy bạn trai đứng cao mà sao em đứng lên em đo với bạn trai coi. Dạ, thì em chỉ nói là em 1m6 nhưng mà em là 65. Dạ đúng rồi, anh là hơn 1m6 đúng không? Vậy sao tự nhiên mắt mới khai lùn xuống chi vậy ông? Sợ cái lỡ lùn hơn cái thì cũng đỡ chị. Thử lòng bạn gái mà. Sao ông đã khai đại nhiều tóc đi. Cái là em ở Bình Thạnh luôn. Em ở Củ Chi anh. Không, ý là em ở là từ Củ Chi sáng chạy xuống. Dạ, từ Củ Chi sáng em chạy xuống chiều em về. Sao thế? Dạ, nếu có bạn trai thì khác. À. Dạ. Có bạn trai thì đón em mình. Dạ đúng anh rồi. Anh thì anh ở ngay Lê Quang Định á. À, Lê Quang Định anh. À, dạ kế bên luôn. Dạ kế bên luôn. Anh nhớ em tên gì không? Em tên Thảo. Dạ. 26 tuổi. Dạ. Em nhớ tên gì không? Dạ anh tên Phương. Dạ nhớ. Mỗi buổi sáng là em thường em đi ở trên đó, em đi mấy giờ mới xuống tới đây được? Dạ khoảng 5 giờ rưỡi ở nhà em xuống anh. Dạ. Thế ví dụ như nếu mà mình hẹn hò thì sao em nhỉ? Nói chung là thời gian em có thể chủ động sắp xếp được. Hẹn Củ Chi hay hẹn thành phố để biết đường anh còn chạy. Hẹn bệnh viện đó, cho nó gần. Ông bướu đó anh. Ý là ví dụ như hẹn Củ Chi thì anh sắp xếp là chạy lên Củ Chi chứ không phải là chạy luôn. Em thì làm việc giờ hành chánh, có trực đêm nữa, nhưng mà mỗi tuần một lần thôi. Dạ. Còn những ngoài giờ hành chánh thì 4:30 em được tan ca rồi, thì lúc đó anh muốn hẹn hò thì coi như 4:30 tan ca thì bạn này tan ca qua chở đi ăn đi uống đi chơi coi phim gì xong luôn rồi mới đưa về Củ Chi. Khuya là mình đưa về rồi mình chạy về Minh. Dạ. Dạ giống như anh tưởng tượng thì em được bao nhiêu phần trăm trong dự định của anh ạ? 80. Còn dạ, chủ yếu là ví dụ như hai người mà nói chuyện hay là cái gì đó có hợp hay không. Thực ra thì ba mẹ hay với nội thì cũng muốn là có cháu dâu. Thầy bói ta đã coi cuối năm là phải cuối năm, còn không là phải 2 năm nữa đó. Thầy có coi nói vậy nhưng mà chừng khoảng một tuần sau hả? Thì được chương trình gọi lên casting. Thì thành ra mình cũng nghĩ đó là duyên. Nên mình cũng muốn cho nhau một cơ hội để mà mình tìm hiểu, nếu mà duyên đó có thì mình tiến đến. Dạ, em cũng hy vọng là mình đến đây thêm một cái duyên rồi, còn có nợ hay không là do mình thôi. Cuộc trò chuyện kết thúc. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Cô gái cũng rất là thông minh, chín chắn đấy. Tất cả chúng ta có quyết định trong vòng 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Tay hợp lý nha. Hả? Cảm giác sao em gái? Tay lạnh hả? Em trai cảm giác sao? Ấm người lạnh dạ. Hả? Bây giờ thì hỏi xin phép mẹ lại coi. Xin phép mẹ một lần dạ, nữa coi là xin phép cô thì cho con được hẹn hò để tìm hiểu nhau với Thảo. Rồi xin phép thêm miếng nữa đi. Xin phép cô đi kìa, hôn nhau kìa. À, xin phép cô. Làm như hôn con nữa. Hôn đâu bên đây vậy? Má đi. Nào,